Thì bây giờ các bạn có thể chuyển ra trở thành trạng thái học sinh, hoặc là các em học sinh đúng không? Đang ở đây là bây giờ mình đóng vai là học sinh. Thì bây giờ các bạn ơi, các bạn có nhớ về nội dung của tiết một là chúng ta học cái gì không ạ? Ai phát biểu ạ? Đó, có người phát biểu liền như em. Để quý vị, tiết một vừa rồi mình học về nhập môn tự tin với lại vẽ ngoài tự tin. Cảm ơn em. Các bạn ơi, ở đây là một cái điều nhắc ở đây nữa. Bé ơi, khi mà mình đến mình giảng cho các em học sinh á, thì ở đây chỉ biết là mình chỉ trao đổi thôi, thì em ngồi vẫn ok, vẫn được. Nhưng mà khi mà chúng ta đến thì học trò, các em nó đã được cái kiểu như là khi mà phát biểu thì em phải giơ tay, và khi em phát biểu thì em phải đứng lên, nên nhắc nhở các em nó, đó là một cái mà trong trường lớp đó là nội quy. Thì khi em nó không làm thì cũng nhẹ nhàng, em khi em phát biểu thì em phải đứng lên nha em, đó. Mà nhớ nhắc những nội quy lễ phép lịch sự phải hết sức nhẹ nhàng nha, chứ không phải là em à phát biểu thì phải đứng lên chứ, như vậy là không được nha các bạn. Các bạn ơi, học sinh của mình đang ở tuổi rất là nhạy cảm ha. Cảm ơn em. Tiết một của chúng ta được gọi là nhập môn tự tin và vẻ ngoài tự tin. Rồi sau đó khi mà mình giới thiệu là tiết một, nói ngắn gọn đi nha các bạn. Xin tại vì chị nói nhiều, bởi vì chị đang đi ra những cái bên nãy là chị đã nói rồi, để cho mình có kinh nghiệm thêm. Bây giờ mình vô mình giới thiệu lại tiết một là có cái gì, nhập môn tự tin là vẻ ngoài tự tin, rồi còn có là sự tự tin là cái gì, về bụng là như thế nào, các ngăn ngừa trị bụng là ra sao, rồi tại sao trong tuổi gì thì lại có mùi cơ thể, rồi tiết một nó như thế nào, làm cách nào để được ngăn ngừa bụng đó. Có nghĩa là mình tóm tắt lại tiết một ở đầu tiết hai để cho các bạn nhớ. Thì tốt nhất là các bạn nên hỏi những bạn học sinh, bạn nhớ nè, rồi còn gì nữa nè, nhưng tối đa khoảng 2-3 phút thôi để cho tiến sĩ lại nhắc lại để các bạn nhớ bài thôi, hiểu không? Rồi điều này nữa, tại vì hồi nãy là thời gian gì chị nhắc lại mặt lại một lần nữa, khi chúng ta nói về sự rửa mặt cũng như là sản phẩm, nhớ là gì, sản phẩm gì, lăn gì, lăn ngăn mùi, nhớ nha, không sử dụng từ khử. Nhưng khi mà có học trò ví dụ như thấy trên hình ảnh sữa rửa mặt carbon, sữa rửa mặt, thì mình cũng không có phải sử dụng bằng cách là quảng cáo. Đúng rồi, em carbon là cái này là sản phẩm carbon này, này mà nó cần các bạn, cần chương trình không, không cần chờ để cho các bạn quảng cáo như vậy. Thì chị mong muốn các bạn truyền đạt kiến thức về sự tự tin và cái phương pháp này mà thôi, chứ không có thứ mà tự tin về mặt hàng, cũng như cái lăn ngang mùi. Lăn ngang mùi nên nhớ, ví dụ như các bạn nào mà từ tuổi tuổi nhỏ đúng không, nên ví dụ sử dụng những từ ngữ rất là đời thường, thôi lắm thì các bạn ơi, mình cũng điều chỉnh các bạn lại, mình điều chỉnh em à, cái đó em đừng sử dụng từ ngữ đó, nó không có hay ha. Sử dụng từ ngữ nó nhẹ nhàng một tí là mùi cơ thể ha, mùi cơ thể. Thì tự nhiên em có thấy không đó, mình là mình dẫn vô cho em thấy không, nếu mà sử dụng từ mùi cơ thể thì cái từ mà nãy em la lên như vậy, cái nào nó nhẹ nhàng, cái nào nó dễ thương hơn, chắc chắn là mùi cơ thể. Vậy sao không chọn biện pháp là dễ thương là mùi cơ thể thì nói gì từ kia. Nghe là mình dẫn dụ cho các bạn đi đến cái biện pháp nó tránh, để cho mình lịch sự hơn, mình để người nghe cảm thấy thoải mái hơn. Nghĩa là có những cái phát biểu gì đó mà nó linh tinh, mà nó là bên ngoài mà hơi đời thường á, thì các bạn cũng nên dẫn dụ các bạn nói trở nên lịch sự hơn và nó tránh hơn một tí ha. Khi mà chúng ta giới thiệu được cái tóm tắt về của tiết một, thì bắt đầu chúng ta mới nói là sau khi mà chúng ta học được tiết một, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua tiết hai. Thì không biết là như đời đầu tiết một là chị đã giới thiệu cho các bạn là tiết hai chúng ta học gì, biết ở trong lớp chúng ta có ai nhớ không ạ? Tiết hai là gì nhớ không ạ? Học tự tin một tiết rồi mà bây giờ không tự tin làm sao? Mà bây giờ sau này là những giảng viên của sư cũng tự tin bằng sức trẻ mà hỏi tiết hai là gì? Nhanh tiếp rồi, nói bây giờ thì mai mốt cứ bây giờ thì mai mốt cái đi vô nhà cái đi dọn dẹp lên trên lớp như vậy nè, xong chào các em, các em hôm nay thấy thế nào, các em khỏe không, thấy thì như vậy có tự tin không trời? Không đúng không, thế vậy không tự tin thì làm sao mà chẳng là tự tin? Bây giờ tiết hai là gì nè? Thưa chị là
tiết 2 chúng ta sẽ học về giao tiếp tự tin. Đúng rồi, giao tiếp tự tin thì theo bạn giao tiếp tự tin là gồm có những cái môn nào? Thế thì là mình có thể tự tin giao tiếp với người lạ, giao tiếp với người khác một cách thoải mái hơn, đôi bên tin tưởng vào ý kiến của bản thân mình. Bạn thất biểu mà mình không vỗ tay thì cũng kỳ đúng không các bạn? Thì bạn có tự đúng rồi đúng không? Rồi đúng rồi, là tiếng hai chúng ta là giao tiếp tự tin. Các bạn ơi, giao tiếp tự tin, khi mà nói tới từ giao tiếp thì con người chúng ta có những ngôn ngữ nào để giao tiếp? Ai biết nè? Đó, bạn đã có biểu rồi đúng không? Đi bằng này đi. Dạ, có ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt. Ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt là vậy đúng không ạ? Ví dụ như đúng hay sai? Đúng. Chết bà cái sai, chết một cái. Các bạn ơi, lưu ý một lần rồi sau khi mà chị nhắc cái bạn đó mà hai bạn sau cũng vẫn không đứng dậy thì cũng không nên, tại vì mình vừa nhắc các bạn trước thì các bạn sau phải tránh né cái điều đó. Và bây giờ chúng ta ngồi ở vị trí này thì chúng ta cũng phải thực hành để chúng ta nhớ, để sau này chúng ta giữ lý lại các bạn ha, nha, nhớ nha các bạn. Rồi các bạn ơi, giao tiếp của chúng ta xét làm chia làm hai phần là giao tiếp bằng hành động, giao tiếp bằng lời nói. Còn bạn nói là dùng mắt thì cũng đúng, nhưng mà mắt thì nó cũng lại nằm trong hành động rồi đúng không? Nghĩa là mắt thì chúng ta cũng truyền đạt cảm xúc vào mắt, nhìn như thế này cũng là hành động rồi. Hoặc là không đồng ý cũng như là hành động rồi, đúng không bạn? Thì chúng ta sẽ có hai trường hợp là lời nói và hành động. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xét về lời nói. Nói như thế nào để mình tự tin? Nói mà rụt rè mà trả lời như thế này thì vậy thì gọi là một người hoàn toàn tự tin thôi, đúng không bạn? Bạn cười không? Vậy là một người tự tin thì dùng lời nói phải là dõng dạc, không phải là dứt khoát cái lời của mình, đúng không? Đó, tại bây giờ mình sẽ học, mình sẽ trao đổi ở tiết hai là giao tiếp tự tin. Thì đừng có là lời nói, lời nói là ngôn ngữ và lời nói hành động. Rồi sau đó bây giờ chúng ta sẽ có những cái hình ảnh ở trên đây. Thì trước khi chúng ta bước vào đây thì chúng ta sẽ có một bài thực hành nho nhỏ từ hình tiết 1. Đó chính là chúng ta sẽ có một câu hỏi nho nhỏ đối với các bạn. Chẳng hạn như ở trong giáo trình là chúng ta có một cái cuộc đi chơi đúng không bạn? Cuộc đi chơi viết viết gì đó. Rồi theo em thì em sẽ góp ý kiến gì đúng không? Thì mình có thể thay đổi theo cái thời buổi mà mình ấy. Chẳng hạn như năm vừa rồi thì cuối năm là mùa xuân, thì chúng ta có thể đổi cái đề tài là: các em ơi, sắp tới là mùa xuân đúng không? Có nghĩa là mỗi trường trường chúng ta thường hay có hội chạy xuân. Vậy thì bây giờ mỗi lớp là thầy hiệu trưởng ra đề tài là mỗi lớp phải là một chương trình để nguồn để mà cung cấp vào cái chương trình hội chạy xuân của năm nay. Thì không biết là lớp ta làm gì. Vậy thì bây giờ ví dụ như bây giờ chị đây là chị là cô giáo nè, giáo viên chủ nhiệm là chị sẽ phát động phong trào đó. Thì các bạn ở trong lớp ai có chứng kiến là làm cái gì? Hát hay nhạc hay đa múa kịch hay là múa rối này nọ rồi đó. Rồi thì bạn nào có chứng kiến nào đó và nó đưa ra và thuyết phục lớp làm theo ý kiến của bạn đó. Thì hôm nay chương trình của chúng ta cũng sẽ gần giống như vậy, thì sẽ có là một cái câu hỏi, một cái trò chơi về trải nghiệm nho nhỏ về cái sự tự tin của chúng ta vừa học ở tiết một là các bạn ơi, có nghĩa là bây giờ là thời gian là các bạn sắp thi đúng không? Các bạn sắp thi học kỳ đúng không? Rồi sau khi thi học kỳ là các bạn là chia tay rồi đúng không? Vậy là chúng ta thì trước khi chia tay thì lớp chúng ta sẽ làm một buổi giao lưu văn nghệ chia tay. Vậy thì trong cái buổi giao lưu văn nghệ chia tay này á, thì các bạn nếu như bạn có ý tưởng nào đó để thuyết phục lớp làm cái đó, hát nhạc hay kịch nào đó, thì ai có ý tưởng đó thì đưa tay phát biểu là giờ lớp chúng ta sẽ hát kịch hay là múa hay là gì đó, múa rối hay là ảo thuật gia này nọ rồi đó. Đó bây giờ ở đây nếu như lớp chúng ta sắp chia tay thì mình giờ làm cái gì, giờ mình làm gì, ai có ý kiến gì không, giờ làm cái gì, và bắt đầu là mình sẽ đưa ra dẫn chứng để mình thuyết phục mọi người. Đó. Bây giờ chị cho các bạn 30 giây nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trời ơi, tôi mới 8 mà vô tay rồi kìa. Trời ơi. Đấy, chào bạn. Chào chị.
một buổi gọi là để chia tay lớp, thì mình nên làm một cái tiết mục mà có thể là lôi kéo hết tất cả các bạn trong lớp cùng tham gia, có thể là hát tốp ca về trường lớp hoặc là về tình bạn bè. Sau đó sẽ có một vài bạn diễn hoạt cảnh, thì cái tiết mục đó sẽ sinh động hơn, có thể có nhiều bạn tham gia hơn. Nhưng mà với bạn là muốn ký đoàn kết đúng không? Còn có các bạn trong lớp đúng không? Rồi bạn còn ý kiến nào để thuyết phục? Các bạn ơi, các bạn trong lớp có cảm thấy thuyết phục để mà chúng ta hát rất cao? Thuyết phục không? Nhớ rồi, không thuyết phục rồi. Hát tốt ca thì đâu, mình nhiều khi mình không cần là tất cả mọi người đều biết hát. Quan trọng là ở đây mình chỉ sinh hoạt theo lớp thôi. Thì có thể là micro cũng chỉ có một hai cái, mình không có thể mà đưa hết cho cả lớp được. Thì mình chỉ cần một hai bạn có thể cầm micro thôi. Còn những bạn khác chủ yếu là nhiếp đi theo, nhưng mà chủ yếu là các bạn có tinh thần đoàn kết cùng hát thôi. Thì lớp đồng ý không? Đó, rồi cảm ơn các bạn. Cảm ơn các em. Đấy, đấy cũng là một đề tài. Một đề tài là bạn muốn là lớp chúng ta sẽ hát tốt ca. Thì còn ai nữa mà, ai có ý kiến không ạ? Dạ, dạ chào bạn ạ. Dạ, chào chị Lộc. Chào mọi người. Thì mình tên là Thống và mình sẽ nói ý tưởng này trong lớp mình trước khi chia tay. Thì từ ngày xưa học thì Thống sẽ... Thống có thể quay lại, Thống có thể quay lại để mà thuyết phục các bạn. À, thì như thì dù lớp mình là một lớp thì như ngày xưa mình học thì lớp sẽ chia thành nhiều tổ, thì mỗi tổ sẽ có một tổ trưởng và tổ phó, thì một lớp ít nhất là khoảng 4 tổ, thì chúng ta sẽ chia làm 4 đội và mỗi đội sẽ lên một ý tưởng là chúng ta sẽ nấu một món ăn gì đó ở nhà hay là đâu chuẩn bị trước không quan trọng. Ngày chia tay sẽ là ngày chúng ta sẽ tổ chức trong lớp, các bạn sẽ không cần phải tổ chức gian hàng chia phức tạp, chỉ cần kê là bàn ghế tí xíu tròn. Chúng ta chia thành 4 khu, khu A, khu B, khu C gì đó. Tên thì các bạn sẽ tự đặt cho mình một cái tên gì đó thường là kêu. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu là cô giáo chủ nhiệm. Đây, cô giáo chủ nhiệm sẽ trong vai trò là ban giám khảo chấm điểm cuộc thi. Lớp nào sẽ mỗi đội sẽ thi món ăn đặc trưng của mình. Nếu đội nào chiến thắng thì sẽ giành được giấy khen danh dự do cô giáo tặng ghi tên cho nó. Còn tất cả các đồ ăn thì sẽ dùng để cho chúng ta ăn trong cái buổi chia tay đó. Rồi, các bạn có cảm thấy thuyết phục không? Vỗ tay rồi đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn em. Rồi còn ai có ý kiến nào không ạ? Có ý kiến nào không ạ? Thì vậy là nấu ăn với tất cả thôi đó hả? Có gì nữa không? Ôi trời, chương trình của lớp nhưng mà thích ít thú vậy, phải thêm nữa chứ. Chào chị, chào anh chị và các bạn, em tên là Tiên. Theo em thì một buổi liên hoan văn nghệ thì có thể nấu ăn, như vậy cũng rất là vui. Hoặc là hát, em thì có ý kiến là cho cả lớp cùng nhau nhảy múa. Hiện bây giờ thì trên thị trường và các bạn Tiên đang rất nghe rất là nhiều loại nhạc, và bữa đó mình là tổ chức giống như cái lớp mình, giống như một cái sàn để cho tất cả mọi người. Và với cái sự năng động của tất cả các bạn Tiên bây giờ thì Gangnam Style hay là vân vân mở nhạc lên và tất cả cùng nhảy, thì như vậy thì em nghĩ là rất là vui rồi. Và không biết là lớp mình đã có muốn là cái lớp hình thành một cái sàn nhảy được không ạ? Cảm ơn bạn. Vậy em tin Tiến. Các bạn ơi, mình đã nghĩ là trong lớp mình đã có 3 ý kiến rồi đúng không? Và lớp chúng ta cũng đã được thuyết phục bởi 3 bạn đúng không? Tuy nhiên là chúng ta đã có những cấp bậc khác nhau. Ví dụ bạn đầu tiên thì chúng ta chỉ một hai ba lời nói, một hai ba câu nói là chúng ta đã bắt đầu là được thuyết phục. Rồi tới bạn này thì bạn này lại có một sự tự tin, lời nói thì gọn gàng đúng không? Thì các bạn cũng đã được thuyết phục. Bạn đứng là sau khi nói xong là bạn được vỗ tay. Rồi bạn này thì lại pha trò vô, bạn Tiến lại pha trò vô và bạn Tiến có một sự năng động hơn và hài hước hơn, thì bạn lại được nhận những tràng vỗ tay nhiều hơn. Thì ở đây tờ này thì nghĩa là khi mà chúng ta sử dụng lời nói, đây có phải là lời nói không các bạn, đúng không? Đây có phải là sự giao tiếp không, đúng không? Và sự giao tiếp bằng lời nói, mỗi bạn đều có một sự tin khác nhau, đúng không? Sự tự tin của bạn này là gì? Bạn đã biết những gì bạn đang nói và sẽ nói, và bạn đã sắp xếp lại, rồi sau đó là bạn nói ra một cách trình tự A, B, C, D, rồi sau đó bạn thuyết phục các bạn ơi, đúng không? Rồi còn bạn Tiến thì cũng đã suy nghĩ, cũng đã sắp xếp A, B, C, D, thuyết phục, và bạn lại cộng thêm cái gì nữa, pha trò vô một tí, đúng không? Thì các bạn đã thuyết phục được tất cả mọi người.
Vậy thì các bạn ơi, cũng như để đứng lên phát biểu, để đứng lên nói, có phải bạn là tự tin không? Bạn tự tin thì những gì bạn sắp nói nên bạn phải đứng lên chứ. Chứ không lấy được, dạ đứng lên nói gì trời trời. Tức là nó hoàn toàn sai rồi đúng không? Thế là đứng lên là đã tự tin rồi. Đó, thì khi mà đứng lên đã tự tin rồi, phát biểu sự tự tin mình, đó là cái sự áp dụng lý thuyết của tiết 1. Đấy, vậy là cảm ơn các bạn, cũng như khi các bạn nói với học sinh, vậy là cảm ơn các em đã áp dụng được lý thuyết của tiết 1 của chương trình vừa rồi. Xin mời lớp cho một tràng vỗ tay được không ạ? Vâng các bạn, bây giờ chúng ta lồng ghép vào cái chương trình của chúng ta để cho các bạn cảm thấy nhớ cái bài cũ nè, rồi tiếp xúc với cái bài mới. Rồi sau khi chúng ta nói tới ở đó, cái bài đó là chúng ta, các bạn đã đứng lên là tự tin rồi. Vậy thì các bạn ơi, để các bạn này nói được như thế này thì các bạn này đã phải làm gì? Để có ý để nói thì bạn này đã phải làm gì trước khi nói? Suy nghĩ. Đúng rồi, phải có một cái quá trình chuẩn bị là suy nghĩ. Tất nhiên cái đề tài mà chị đưa ra, chị mới vừa được 2 phút là bạn đã đứng dậy để chúng ta phát biểu. Vậy đó không phải là suy nghĩ nhanh không? Cái dàn giọng như là gần giống như là tóc ký đúng không? 1, 2, 3, 4 rồi thấy ý kiến mà đứng dậy, thì trong lúc đứng dậy phát biểu là bạn cũng không ngừng suy nghĩ, đúng không? Vậy thì cái đó cũng là một trong những cái phương thức để mà chúng ta truyền đạt để làm gì? Như là để chúng ta dõng dạc, tự tin phát biểu những ý kiến của bản thân mình trước đám đông, thì chúng ta phải làm gì? Suy nghĩ kỹ. Ngày xưa bà ta có câu nói gì ta? Chính xác. Uống rượu 7 lần trước khi nói. Cái chữ 7 lần đó không phải là bạn phải 1, 2, 3, 4 mà cứ không, cái đó là ý khái niệm về thời gian. Có nghĩa là bạn phải cho mình thời gian suy nghĩ kỹ trước khi nói, đúng không? Để chúng ta suy nghĩ kỹ trước khi nói. Mình suy nghĩ xong rồi rồi sao? Rồi bạn đi tưởng ta bỏ ra liền. Đâu phải đâu. Suy nghĩ xong rồi bạn phải xác định đâu là ý chính, đâu là ý quan trọng. Thì khi mà bạn nói xác định đây là ý quan trọng, mình nói trước. Ví dụ như đây là bạn tin gì luôn? Bạn thống. Bạn không đã suy nghĩ thì bạn không có thể nghĩ là có thể diễn kịch, có thể hát đơn, nhưng mà bạn lại cảm thấy là cái vụ nấu ăn là gần gũi hơn, bạn đừng nói bún lắm. Thế là bạn chọn cái đó là ý quan trọng, bạn nói trước, đúng không? Thì chọn ý quan trọng nói trước, sau đó chúng ta tìm lý lẽ dẫn chứng để thuyết phục mọi người trong cái ý quan trọng của chúng ta. Thì tuy nhiên khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta đã có gì, những ý phụ đúng không? Thì chúng ta đã lượt những ý chính, ý phụ, chúng ta nói trước cái ý chính xong rồi chúng ta sẽ nói ý phụ sau. Thì sau khi mà chúng ta nói hết những ý lưu ý quan trọng, nói là nói cho hết ý mình nói nhé, chứ phải đang nói gì như đang nói về nấu ăn, nấu ăn xong cái em hồi nãy học bài thuộc chưa? Ở thuộc đó hả? Ừ dạ, dạ trở lại với lớp là hồi nãy đó, là mình nói về cái chuyện ăn uống đó, thì bây giờ mình vậy thì mọi người cảm thấy thuyết phục không? Không đúng không? Thì khi đang thuyết phục mọi người là nấu ăn cho chương trình nghỉ hè này nọ, thì chỉ qua học bài chứ không nên, phải tập trung và nói cho hết cái ý mà mình muốn nói ha. Rồi sau đó là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải sau khi nói xong đó chúng ta phải tóm gọn lại đúng một câu, là y chang như là cái phần được gọi là, nếu mà nói về trong văn học đó, thì đây là một sự kết luận. Và kết luận rằng ý kiến của em là nấu ăn tập thể để cho lớp được cảm thấy vui, no bụng và có sức khỏe. Đó, thì chúng ta sẽ có một câu tóm gọn ý. Thì đó là cái cách mà chúng ta giao tiếp bằng lời để chúng ta cảm thấy tự tin hơn. Nhưng mà chúng ta đã có vẻ ngoài này nào rồi, chúng ta nói chuyện thì chúng ta sử dụng bằng lời nói. Thì giao tiếp bằng lời chúng ta, trước khi nói chúng ta phải sử dụng là suy nghĩ kỹ. Không cần phải 30 giây nha các bạn. Đúng là phải là 30 giây này, đó là một gọi là khái niệm về thời gian thôi. Nhưng các bạn phải suy nghĩ kỹ. Và khi bạn quyết định được câu lời ý mình rằng thì bạn phát biểu. Chứ không phải đợi suy nghĩ xong rồi cái cần. Chưa tới 30 giây. Chưa. 25. Chưa 30 giây đợi xíu phát biểu. 30. Dạ em có ý kiến. Là không được nha. Đừng cứng nhắc, đừng áp dụng cứng nhắc nha. Cứ đừng nói suy nghĩ kỹ trước 30 giây. Cứ suy nghĩ thấu đáo. Thấy được thì thấy quyền là quan trọng thì mình nói ha. Rồi viết ra ý chính, sau đó là tìm ý quan trọng chúng ta nói trước, rồi nói ý quan trọng trước, sau đó chúng ta quan trọng nhất là phải nói trọn một ý nha, đừng có đắp bị thất vọng, bị gạo về câu này về câu kia là không được nha. Rồi kết luận tóm gọn lại một câu
Và đây là giao tiếp bằng ha các bạn. Cũng như khi mà bạn sử dụng lời nói thì cái điều mà tạo một cái cảm xúc cho người nghe, nói thì phải có người nghe đúng không các bạn? Vậy thì khi mà bạn tạo cảm xúc cho người nghe thì cái lời nói của bạn nó đi đến người nghe bằng cái gì? Giọng nói, đúng không? Cái giọng nói thì ở đây chương trình chúng ta cũng đã có những cái kiến thức về giọng nói khi mà chúng ta giao tiếp bằng lời. Thì các bạn ơi, ví dụ như bây giờ nói chuyện mà nghe không? Tôi nói như vậy nghe không? Thì các bạn thấy nó trật tự mà nó cao quá không? Các bạn thấy mệt không? Chị nói chị cũng mệt rồi đó. Đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái trường hợp, những môi trường để chúng ta sử dụng giọng nói của chúng ta như thế nào để cho nó hợp lý. Thì tất nhiên cái sự hợp lý về giọng nói của các bạn sẽ được nhận cái gì? Nhận được cái sự thân thiết của những người xung quanh mình, đúng không? Nhận được cảm tình của những người xung quanh, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến những cái trường hợp đó. Ví dụ như khi mà bạn gặp người lớn thì bạn nói cái giọng của bạn như thế nào? Nói các bạn giọng của bạn như thế nào? Nói lễ phép tôn trọng. Đúng rồi. Rồi âm lượng thì sao các bạn? Âm lượng thì sao? Gặp người lớn tuổi, ví dụ như đi học á, mình các bạn ơi, khi mà mình truyền đạt kiến thức, không phải mình nói đâu, ví dụ như bây giờ mình nhìn tin bản này các em ơi, là người lớn thì giọng nói tôn trọng, rồi cởi mở, rồi thân thiện, rồi gì đó, rồi bạn bè thì giọng nói cởi mở, rồi âm lượng là vừa đủ, rồi tốc độ tự nhiên, rồi nhấn giọng này. Như vậy thì lại là cái sự giao tiếp của chúng ta lại không cuốn hút luôn các bạn. Thì chúng ta phải sử dụng những cái như bạn tiếng là cái pha hài của một tiếng, hoặc là có một cái trò gì đó để cho học sinh mình nhớ bằng cách là ví dụ như các em ơi, các em gặp người lớn thì các em sẽ nói giọng như thế nào? Ví dụ như các em đi học về, các em gặp ông bà mình, các em nói ra, ví dụ như em phải nói gì, ông nào nói gì, hoặc là về gặp bà, đứa bà nói không có gì, vậy được không các em? Đó, cái này là chúng ta dẫn dụ bằng những cái ví dụ, đó các bạn cười nè, các bạn cảm thấy hứng thú nè, thì đó là hiệu quả để mà chúng ta dẫn dụ các bạn bằng những cái pha trò nhẹ nhàng vô, ha, đó, ví dụ như đó gặp ông thì nói sao, rồi giọng nói là không được nói nhanh nha các em, là giọng nói phải là tôn trọng nè, rồi âm lượng thì vừa đủ nghe nè, tốc độ vừa phải nè, rồi nhấn mạnh tự nhiên, tránh nói nhanh nè, bởi vì dẫn dụ luôn. Các em ơi, ông bà mình đã lớn tuổi rồi đúng không? Vậy thì lớn tuổi thì cơ quan đánh giá như thế nào? Kém đúng không? Mà là cơ quan đánh giá kém mà các em nói lớn quá, chắc chắn là không nghe. Mà các em nói nhỏ nhẹ quá ông bà không nghe. Vậy thì chúng ta phải chọn tốc độ vừa phải. Đó, chúng ta dẫn dụ vô, chúng ta có những ví dụ nhỏ thôi để cho các bạn nhớ, mọi người cảm thấy hài hước dễ thương. Rồi khi mà xong cái người lớn thì chúng ta sẽ đi tới bạn bè. Vậy với bạn bè thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Giọng nói như thế nào? Khi bạn bè thì giọng nói mới tất nhiên là cởi mở rồi, chứ không lẽ cái bạn bè cũng bạn nói gì vậy, sợ bạn quá, bạn đánh gì vậy, hơi sợ được đúng không? Thì cũng không nên như vậy ha. Sorry các bạn nha. Rồi, nhưng mà về giọng nói thì cởi mở, âm lượng thì vừa đủ nghe. Tất nhiên cái gì mình cũng phải sử dụng vừa đủ nghe. Chứ dù đang đứng nói chuyện với bạn bè kế bên, không được không? Mình nói nghe không? Cũng không được, đúng không? Bây giờ mấy anh nói bạn nghe không? Đó, dễ thương không? Rồi, âm lượng thì vừa đủ nghe, tốc độ thì tự nhiên mà nhấn giọng cũng rõ ràng. Không lẽ bây giờ bạn gặp bạn mà bạn lại nói dạ thưa bạn đi học về hả? Bảo là dạ thưa bạn thuộc bài không? Cũng không đó. Có nghĩa là chúng ta cũng phải sử dụng cái âm độ, âm lượng cũng như là cái sự lễ phép, hay là lịch sự, chúng ta phải đúng nơi đúng lúc. Ví dụ như ông bà mình dạ thưa, lễ phép là đúng rồi, dạ thưa ông không có gì. Gặp bạn dạ thưa bạn là mệt à? Không nên. Đó, đây là những cái bí quyết mà dẫn dụ của chị để cho các bạn được cười trong những lúc mà chúng ta trao đổi kinh nghiệm. Rồi ở đây với bạn bè thì những cởi mở rồi vừa đủ nghe rồi tự nhiên rõ ràng. Vậy thì với đám đông thì sao? Với đám đông chẳng hạn như hôm nay Lộc nó mỗi lần nói tới chị cái dừng lại liền, mới ý là liền không? Hôm nay là Lộc đứng đây, có nghĩa là phải là đám
đau không? Cứ đánh đau đúng không? Vậy thì giọng nói đã thân thiện chưa? Rồi. Chưa. Rồi. Còn biết cho một chàng vỗ tay nữa. Trời ơi. Không, thể hiện sự thân thiện bằng cách là cho người ta một chàng vỗ tay đi chứ. Đó, thì có nghĩa là chúng ta đứng trước đám đông thì giọng nói của chúng ta cũng phải thân thiện để tạo cho mọi người cảm giác rất là nhẹ nhàng, thoải mái khi nghe ha. Rồi với cái âm lượng thì sao? To rõ. À, các bạn ơi, cái vấn đề này là khi này chị đã nói là bởi vì chúng ta đang là trên gọi là người giảng dạy á, thì có những trường chúng ta sẽ không có mic. Thì khi mà chúng ta nói ví dụ như vậy, chúng ta sẽ chọn cho mình cái vị trí tốt nhất, có thể là phải giữa giữa đó như vậy. À, nói chuyện trao đổi thì một chút xíu thì chúng ta sẽ chuyển qua đây đó, trao đổi là giọng nói. Rồi có thể một chút xíu chuyển qua bên đây. Rồi các bạn ơi, các bạn có cảm thấy thích thú gì hay không? Rồi các bạn có hiểu được là khi mà mình sử dụng giọng nói thì với cái âm lượng to rõ như thế này, thì khi mà bạn đứng trước đám đông và cái giọng nói của bạn sẽ đến với cái người nghe được rõ hơn. Tuy nhiên nha các bạn, về cái tốc độ các bạn cũng phải nói vừa phải, chứ không phải là khi bạn nói lớn mà nói các bạn có hiểu không, cái tốc độ nó vừa phải như vậy thì các bạn phải nhanh như thế này, và các bạn phải như vậy thì lại mệt nữa, vừa mệt mình mà người nghe cũng không nghe đó. Thì các bạn biết khi dạy các bạn không có mic ở một số trường nên các bạn cũng phải biết điều chỉnh lại cái tốc độ của mình ha. Một số trường cũng có mic chứ không ai có, nhưng mà chúng ta cũng phải điều chỉnh lại. Nếu như không có mic thì giọng nói cũng phải thân thiện. Khi mà họ không có mic mà các bạn đã cố gắng, các bạn gào đó, cố gắng với cái giọng như thế này, các bạn nó không có mic mà các bạn không thể nào như được nó, thì mà thân thiện mình phải nói nhanh như thế này rồi là không thân thiện rồi đó. Thì mình phải chọn cái vị trí được tốt nhất để mình có thể gần gũi các bạn ở lâu, gần như chúng ta để giọng nói mình được lan tỏa, đúng không? Rồi mình không bị quá sức. Như vậy những thuốc trên đây bắt đầu bằng cái vô mình đi xuống là mình mệt sức. Và các bạn thì hồi ở phía dưới không được nghe, đúng không? Rồi cái lại ảnh hưởng là nói lớn là chắc chắn là sẽ bị mất cái sự thân thiện rồi, đúng không? Là cái đó là cái điều nên tránh khi mà chúng ta đứng trên bục giảng dạy ha. Vậy thì đứng trước đám đông là giọng nói là phải thân thiện nè, âm lượng thì to rõ, tốc độ thì vừa phải, và một điều quan trọng là chúng ta phải biết nhấn từ. Ví dụ như các em ơi, hôm nay các em học, các em trao đổi về gì? Thì các bạn sẽ nói là về gì? Dạ học về sự tự tin nè. Đúng rồi! Đó, nhấn giọng. Ai biết nhấn giọng là tìm những từ ngữ nào đó nó quan trọng trong câu nói, chúng ta nhấn nhá từ ngữ để cho người nghe được cảm thấy là nó quan trọng chỗ nào và tiếp thu được cái thông tin, cái điều đó vô một cách sâu sắc. Ha. Rồi các bạn ơi, vậy đây là những cái những cái kiến thức cơ bản về giọng nói, điều chỉnh giọng nói và sử dụng giọng nói một cách hợp lý cho từng trường hợp khi chúng ta tiếp xúc trong xã hội. Vậy khi mà chúng ta gặp người lớn bạn bè đám đông thì bây giờ là chúng ta đã biết cách sử dụng giọng nói của mình để cảm thấy thân thiện hơn, đúng không các bạn? Và mong là các bạn nhớ những cái này để các bạn có sự áp dụng tốt nhất để tạo sự thân thiện đối với mọi người. Ở đây có bạn nào muốn ghi lại thì mình ghi lại ha, để mình làm một cái gần như là cái bản lưu ý trên cái bài học của mình vẫn được. Các bạn nào muốn ghi lại thì cứ ghi lại nha. Rồi bây giờ các bạn ơi, khi mà mình nói thì mình phải có, đúng rồi, nói phải có người nghe. Vậy thì các bạn ơi, nghe ở đây chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp: nghe và lắng nghe. Vậy thì ở đây trong lớp mình có ai phân biệt được sự khác nhau giữa nghe và lắng nghe không? Ai nè? Bạn Tiến đó hả? Bạn Tiến thích phát biểu nè. Dạ thưa cô, ở đây xin phân biệt sự nghe và lắng nghe. Thì theo em, nghe ở đây có nghĩa là chỉ tiếp thu người ta nói gì, mình cứ qua cái tai mà thôi. Còn lắng nghe thì nó là một cái phạm trù nó cao hơn, là mình phải biết lọc lại những cái thông tin mà mình đã được nghe, thì cái đó gọi là lắng nghe. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn Tiến phát biểu hoàn toàn đúng. Cảm ơn bạn Tiến. Nhưng mà xin phép cho chị được cút lại cái phát biểu của bạn Tiến, là nghe là sự hoạt động của cơ quan thính giác, và chỉ nghe rồi thông tin lại qua.
Còn lắng nghe là sự hoạt động của quan thính giác đi cộng với trí não. Thì khi mà cái thông tin được vào trong cái mà vậy của mình, bắt đầu mình trí não mình bắt đầu hoạt động, thì phân tích cái nào đúng, cái nào sai, cái nào hay, cái nào dở, cái nào mình nên lưu lại để sử dụng. Đó, đó được gọi là lắng nghe. Vậy thì các bạn ơi, vậy khi mà các bạn đi học á, các bạn ngồi ở ghế nhà trường như thế này nè, các bạn á, các bạn thấy là mình đi học như vậy, mình là người lắng nghe chưa hay là lắng nghe? Ví dụ như hồi sáng giờ nè, mình ngồi ở đây mình trao đổi nè, các bạn ở đây có ai đã nghe không? Nghe sao mình lắng. Ở đây có ai nghe không vậy? Nghe không? Có ai nghe không? Không ai nghe đúng không hả? Trời ơi, cái mic này nó bị hư sao nó không nghe đó. Vậy là nghe xong rồi lắng đúng không? Vậy là gọi là lắng nghe. À, thì ví dụ như với kinh nghiệm của Lộc á, của Lộc á, thì lúc mà mình đi gặp đi lớp á, thì mình sẽ cho lớp phân biệt giữa nghe và lắng nghe. Tất nhiên là trong giáo trình mình cũng có về nhấn mạnh về cái lắng nghe chủ động. Thì rõ ràng lắng nghe là sự chủ động đúng không? Còn nghe là sự nghe hoàn toàn bị động. Tại vì khi mà bạn bị đặt vào vị trí này, bạn đi học, bạn ngồi, cô giáo giảng bài, bạn bị đặt đi ngồi thì bạn phải nghe, tức là bạn đã bị động rồi đúng không? Đúng không? Vậy thì khi mà bạn bắt đầu vào cái tiết mục, cái tiêu mục là lắng nghe chủ động, thì bạn sẽ có một cái ví dụ gần gũi với lại học sinh. Ha, gần gũi với học sinh, ví dụ như bạn đi học nè, bạn ngồi vị trí này, bạn đã nghe là bạn lắng nghe. Mỗi lần cô giáo giảng bài, bạn nghe hay bạn lắng nghe, đúng không? Thì học trò sẽ trả lời chúng ta, dạ em nghe cô giảng bài. À, vậy nghe cô giảng bài, vậy là mỗi lần mà cô giảng bài cái tự nhiên, à, nhìn lên cửa sổ, trời ơi, có một con chim bay ngang qua lông, quá trời lông, đẹp quá trời đẹp màu, bảy sắc luôn. Rồi cái cô giáo giảng bài gì không nghe, không biết, không hiểu, nghe nhưng mà không biết là cô nói gì, thì lại làm nghe rồi. Ha, hoặc là tự nhiên có một bạn cũng đang ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, trời ơi máy bay sao bay gì mà đẹp dữ vậy trời, đó lại là nghe nữa, thì đâm ra là lại không hiểu bài đúng không? Vậy thì cái điều đó có tốt không các bạn? Các có tốt không? Không đúng không? Có nghĩa là các bạn ngồi trong lớp các bạn hoàn toàn bị động và các bạn chỉ nghe những thông tin thôi, các bạn không hề hiểu. Và khi không hiểu thì các bạn về học bài được không? Được. Được chứ, học theo cái gọi là đối phó thì được. Và học theo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Á, thua bài rồi, nó tập đi ngủ, bay lên trả bài 1, 2, rồi quên. Bởi vì sao? Bạn không hiểu. Nên là bạn không có sự gọi là lưu lại trong đầu óc. Nên là ngày mai bạn sẽ quên. Đó, mình phân tích cho các bạn học sinh ở chỗ đó. Khi bạn nghe như vậy, bạn học bài được, bạn làm bài được. Nhưng mà một ngày nào đó nhiều khi bạn không nhớ và bạn không nhớ sâu, thì một ngày nào đó bạn quên. Mà những kiến thức mà tự nhiên bạn bỏ thời gian hôm nay bạn học, một ngày nào đó bạn bị quên, thì bạn có cảm thấy quý thời gian bạn học vừa rồi không? Vậy thì em có nên nghe hay là lắng nghe? À, chị bắt đầu dạ lắng nghe. Vậy thì bây giờ lắng nghe là như thế nào? Lắng nghe là khi mà em nghe một cái kiến thức nào đó mà cô giáo giảng bài, thì bắt đầu em phải phân tích, chẳng hạn như bắt đầu các bạn ơi, đây là cái kinh nghiệm luôn, khi mà chúng ta đi dạy, chúng ta nếu mà chúng ta có những kiến thức ngày xưa về hóa cũng được, về toán cũng được, về văn cũng được, chúng ta nói ra cái học trò sẽ chị đây con nhớ nè. Chứ hoặc là chúng ta nói là ví dụ như các em ơi, khi mà các em nhọc quá ngày xưa H2SO4 tác dụng như gì, ví dụ như natri hydroxit NaOH sẽ làm muối gì. À, NaOH4 rồi cộng gì đó, mình đọc nguyên công thức đó. Ở đây không phải là mèo nha các bạn, nhưng rõ ràng là chúng ta có kiến thức và chúng ta lưu lại. Vậy thì đây là tại hôm nay, tại vì sao mà chị lưu lại được cái này? Bởi vì ngày xưa là chị lắng nghe cô giảng bài, thầy giảng bài, nên là những kiến thức ngày xưa chị lưu lại sâu sắc cho tới bây giờ chị mới nhớ. Tự nhiên một ngày nào đó sau này, ví dụ như là chúng ta lớn lên, chúng ta có cháu nè, chúng ta giảng bài lại, chứ chúng ta nhớ lại, chúng ta dạy lại cho cháu chúng ta. Vậy thì nó có lợi không các bạn? Có không? Vậy cái lắng nghe có lợi không các bạn? Có. Đó, đó là những cái ví dụ thực tiễn. Nhưng mà cũng đừng có cứ nhắc là cứ một cái hai đó bốn. Thì một ngày nào đó chúng ta sẽ vui một cách là dự lớp 9 thì nó học tới văn học nào rồi? Tác phẩm văn học Nguyễn Du đúng không?
Nguyễn Du Triệt Kiều gì đó, hay Tóc Đèn gì đó, mình nhắc lại định nói cho nói gì vậy, xong rồi cái chiều tối là bữa nào đi dạy trước gì đó cái lần sách văn học lên người học lại cũng được, không sao hết. Đó là một trong những cái gọi là cái sự chuẩn bị trước của chúng ta để đứng trước lớp, không sao, đó là một cái hay. Nhưng mà cũng đừng có áp dụng cứng nhắc quá, chúng ta cũng nên thoải mái mình ra một tí. Bởi vì chúng ta mang đến kiến thức cho các bạn đã là một sự thoải mái rồi. Mà bản thân chúng ta không thoải mái thì lại nó bị trái cái quy luật mà chúng ta đi tới. Ha, có nghĩa là tiền cho mình những phương thức nhẹ nhàng và thoải mái thì đừng ép mình quá. À, đó, thì hồi nãy ví dụ chỉ dụ về cái 2-4, đó. Thì sư chị lắng nghe, đâu nào giờ chị có kiến thức thì chị mới giảng dạy lại, chị nhắc lại. Đó, như hôm nay chị có hiệu quả là cái khi mà chị nhắc lại cái gì được cái sự hiệu ứng của các em là các em cũng nói theo, và các em cảm thấy thích thú là chị là một người có kiến thức, và các em cảm thấy là các em một người đứng trước nói chuyện với mình là một người có kiến thức, thì các em nghe không? Nghe chứ, là một người có kiến thức, một người hiểu rộng như vậy, một người học hành đến như vậy thì tương lai nghe chứ, đúng không? Đó cũng là một sự thật. Vậy thì chị này ngày xưa chị cũng là một người lắng nghe những thông tin đi qua trong cuộc sống của chị, nên bây giờ chị mới có một sự, không phải là thành đạt, nhưng chị đã có sự thành công là đứng trước đây, để đứng đây đâu phải là dễ để mà đứng ở đây để mà giao lưu với các em. Nghe là chúng ta đang nói về cái sự suy nghĩ của các bạn trẻ bây giờ khi mà đứng trước cái phản ứng như là nói của chúng ta đang đứng ở đây. Vậy thì các bạn ơi, các bạn cảm thấy là các bạn nên lắng nghe rồi đúng không? Lắng nghe để các bạn có được những thông tin, kiến thức để cho cuộc sống của các bạn được là một người hiểu biết, một người hiểu sâu, hiểu rộng hơn. Rồi sao nữa? Khi bạn hiểu sâu, hiểu rộng thì bạn sẽ làm gì? Ví dụ như bạn đi học, bạn không lắng nghe, bạn không hiểu bài thì làm sao mà bạn làm bài tốt? Mà nếu mà bạn không làm bài tốt thì bạn học gì? Học gì? Học về, học vẹt và học dở, đúng không? Vậy thì bạn phải lắng nghe được những bài để học giỏi. Mà khi mà bạn học giỏi thì sao? Tương lai của bạn sao? Chán bạn luôn. Tương lai của bạn sẽ tươi luôn, đúng không? Đó, sẽ có những câu trả lời của các bạn học sinh là như vậy. Các bạn sẽ có một tương lai sáng lạn. Vậy thì tóm lại, bạn nên lắng nghe hay là nghe? Lắng nghe. Sự tự tin đâu? Lắng nghe hay nghe? Lắng nghe. Đúng rồi, còn không biết vỗ tay cho sự tự tin của mình nữa. Đó là cái sự dẫn dụ của chúng ta để cho các bạn cảm thấy nhí nhố dễ thương và không ngừng tiếp thu những kiến thức đó. Đây là lắng nghe chủ động. Các bạn ơi, khi mà các bạn lắng nghe chủ động thì các bạn cũng nên chú ý. Nhưng mà chúng ta đã truyền đạt về cái dẫn dụ các bạn là nên lắng nghe chủ động, thì chúng ta sẽ nói cho các bạn biết về khi mà các bạn lắng nghe chủ động thì các bạn nên giữ liên lạc bằng mắt. Có nghĩa là nãy giờ chị nãy giờ Lộc nói chuyện với các bạn phải không? Rồi các bạn cùng ở dưới đây là tất cả các bạn, chứ không phải gì một người hai người, mà đều cùng nhau nhìn hướng mắt lên đây, vừa nhìn clip chạp vừa nhìn chị Lộc. Thì mặc dù là chị biết là chị đẹp rồi nhưng nhìn cũng không sao đó, chị đùa lên nha. Đó thì nhìn lên clip chạp nó cũng thể hiện là một cái sự tương tác là chúng tôi đang lắng nghe Lộc nói. Chúng tôi đang tiếp thu những gì mà Lộc đang nói ra. Nó là sự giữ liên lạc bằng mắt. Và cũng như tôi nói lúc nhiều khi chớp mắt, đó là hành động đấy. Hành động giao tiếp đó. Giao tiếp bằng hành động là mắt là chớp mắt. Là đồng ý những gì mà Lộc đang nói là đúng. Và cái gì hoặc là nhìn thả mắt lên. Có những gì Lộc nói thì nó là lạ. Đó là gọi là giữ liên lạc bằng mắt để thể hiện cái trạng thái cảm xúc của mình từng qua từng giai đoạn, qua từng thông tin. Rồi sau đó là có thể chúng ta tạo cái dấu hiệu các bạn. Vậy nữa. Như vậy, nó lúc nhiều khi nó dạy vô nó hỏi em ơi cái này là gì? Like. chứ không nói là gọi giới thiệu là đồng ý. Có thể là giới thiệu là đúng, là chị nói đúng hoặc là gì đó. Thì các bạn không biết nó like vậy thôi đó. Đó cũng là những cái hiệu quả để mà vui vẻ đó, tức là các bạn học trò, để cho mình thoải mái. Thì mình nói là khi mà các em lắng nghe chủ động thì các em cũng nên tạo cái dấu hiệu để là biết rằng là các em đang chú ý, và cái đó là một sự tôn trọng đối với cái người mà đang nói. Ví dụ như lấy bây giờ, ví dụ như là đang nói mà các bạn cũng đâu có quan tâm, các bạn không thèm nhìn tới, rồi cái mỗi người cứ nhìn ra cửa sổ, rồi người này cứ viết giấy, người kia cứ viết tập, rồi người kia cứ lấy gì đó điện thoại ra bấm này nọ cái thứ,
như vậy là đã là sự không tôn trọng. Và cũng như điều đó lại tương đồng với vấn đề là cái sự truyền đạt của thông tin của Lộc đối với các bạn cũng không hề hấp dẫn. Nhưng mà rất là cảm ơn các bạn, là tất cả các bạn đều nhìn lên đây, các bạn đều có câu trả lời và đều phản ứng hết, thì đó cũng là cái niềm vui đó là cả hai bên hai phía, đúng không? Nghĩa là chúng ta nói và nghe đều có hiệu quả. Thì khi mà lắng nghe chủ động, chúng ta tạo dấu hiệu rồi, thì các bạn có quyền ghi chú lại. Các bạn đã có cặp giáo trình rồi đúng không? Các bạn có quyền ghi chú lại gạch từ nào, chỗ nào để các bạn có thể nhấn mạnh, và cái nào để các bạn thấy rất là quan trọng bạn nói. Bạn nói để sau này bạn nói nhiều hơn chỗ đó, để cho các bạn hiểu hơn, là ghi chú lại cũng như đặt câu hỏi. Thì đặt câu hỏi ở đây là có hai phía, ví dụ như phía người nói là Lộc, thì Lộc sẽ đặt câu hỏi, ví dụ như bạn ơi bạn lắng nghe, giữ nghe và lắng nghe nó khác ở chỗ nào, đó thì có người trả lời. Cũng như các bạn là học sinh, các bạn nghe thông tin rồi và các bạn lắng nghe thông tin luôn, các bạn phân tích là cái này hình như nó không đúng. Ví dụ như tôi nói tắt đèn là của Nguyễn Du đúng không các bạn? Đúng rồi, tắt đèn là của Nguyễn Du. Tắt đèn là có nè, chị Dậu nè, rồi đó, rồi này nè. Ủa, tôi là học sinh nghe xong rồi đang nghe phân tích rồi. Ơ, chị, tắt đèn không phải của Nguyễn Du. Tắt đèn là của của Hồ Chí Minh. Lại khác nữa đó. Thì đó là có một sự tương tác giữa đặt câu hỏi không? Rồi, đặt câu hỏi là giữa người nói và người nghe. Thì lúc đó cái sự giao tiếp cũng như truyền đạt về tâm tin của chúng ta được hiệu quả hơn đó. Thì lắng nghe chủ động ở đây chúng ta sẽ có những cái lưu ý là giữ liên lạc bằng mắt, tạo dấu hiệu, chú ý, đặt câu hỏi cũng như ghi chú để ghi lại những thông tin cần thiết cho bản thân mình ha. Rồi các bạn ơi, trong cái lúc mà chúng ta lắng nghe và cũng như là chúng ta nói thì chúng ta cũng có những cái hành động mà chúng ta cần nên tránh. Ví dụ như chúng ta tránh cái gì? Không tiếp xúc bằng mắt. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta nên giữ liên lạc bằng mắt. Các bạn nhớ em Trang hồi nãy clip chạm ở trên chúng ta vừa đọc qua luôn. Có nghĩa là chúng ta sử dụng mắt của chúng ta để chúng ta tạo cái mối liên kết giữa người nói và người nghe, rằng là cô ơi em đang nghe cô giảng bài. Như là chúng ta là học sinh thì chúng ta nhìn cô giáo mà để nhận đây, có nghĩa là cái dấu hiệu là cô ơi em đang nghe cô giảng bài. Cô ơi em đang hiểu bài một cách là chấm đó. Đó nghĩa là nên sử dụng là giữ liên lạc bằng mắt để tạo sự kết nối với người đối diện. Các bạn ơi, đây là những hành động cần tránh, có nghĩa là tránh không tiếp xúc bằng nha. Cho nên có nhiều bạn lại hỏi về cái vấn đề này, có nghĩa là tránh là không sử dụng mắt để tiếp xúc nha. Cái này các bạn nhầm lẫn ở đây là tránh là, không tiếp xúc bằng mắt. Các bạn lại hiểu là ủa tại sao là mới trước kia nói là có sử dụng bằng mắt rồi xuống đây lại nói tránh là sao? Thì cẩn thận về vấn đề này, có rất nhiều học trò hỏi ngược, hỏi luôn về vấn đề này, thì mình cần phải phân tích rộng hơn. Không, có nghĩa là ở trên kia là sử dụng bằng mắt, ở dưới đây nó đã có cái sự có cái lời giải thích rồi nè, là giữ liên lạc bằng mắt để tạo sự kết nối với người đối diện. Thì bởi vì đây là nói về những điều cần tránh. Thì khi mà những điều cần tránh ngoài cái không tiếp xúc bằng mắt thì chúng ta còn gì? Chóng mặt. Các bạn thử nghĩ, ví dụ như giờ chị đứng ở trên đây lớp, ví dụ sau này các bạn cũng đứng ở trước lớp, mà các bạn đứng có bạn chóng mặt, các bạn tưởng tượng cái hình tượng của bạn sao? Cứ như là một mụn xì gẻ nhỉ, đúng không? Cái mụn xì gẻ là tạm thì học lên đi các bạn đó. Như là chóng mặt thì hiện một sự không tôn trọng người đối diện, là một sự trinh thường đúng không? Không, người trên người ta có quyền, có sức gì nọ, cái gì không được. Mặc dù chúng ta đến đây là gì? Chúng ta đến đây là chúng ta trao đổi kiến thức, đúng không? Chúng ta truyền đạt với nhau, chúng ta nhẹ nhàng, thoải mái với nhau. Chúng ta không phải là đến đây để nói về cái kiến thức này, buộc các bạn phải nghe, các bạn phải nghe kiến thức của tôi. Không phải vậy, nha. Các bạn phải nhẹ nhàng, nên là tránh những hành động là phải chống nặng, thậm chí là thân tay. Hôm nay cũng là một hành động của một người mà cho mình là người kẻ trên thì đứng mặt bình thường phân tay. Và cái điều này nữa, khi các bạn phân tay như này, các bạn có cảm thấy cởi mở không? Không thì nó lại đi sai với cái vấn đề mà khi mà chúng ta sử dụng giọng nói thì nọ. Như là khi chúng ta đi đến đây tạo cho mọi người sự thoải mái, và khi chúng ta phân tay thì thế này là bình thường rồi, khi không cởi mở thì cái người mà nghe cũng cảm thấy sao? Nặng nề đúng không? Vậy thì tránh luôn. Thấy luôn cái vấn đề là tai như thế này, không cởi mở.
đó. Rồi xong rồi còn gì nữa, là ăn mặc thôi thôi là nãy là chúng ta đã có trước khi đầu tiên là chúng ta đã có rồi, cũng như nhắc lại với các bạn học trò đó, các bạn thấy không, ăn mặc lo thôi là cái điều cần tránh đó. Chúng ta phải ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, khiến cho người nhìn mình sao cảm thấy tôn trọng mình hơn, và cảm thấy là cái cuộc nói chuyện trong ngày hôm nay giữa đôi bên chúng ta đều là quan trọng, để cả hai bên cùng tôn trọng lẫn nhau, để rồi cùng nhau nói ra những lời nói tôn trọng, để rồi cùng nhau tự tin nói ra những gì mà mình muốn nói, đúng không? Đó. Thì sau đó thì chúng ta nói là cái điều coi như phụ kiện mà chúng ta sử dụng, chẳng hạn như đồng hồ. Khi mà các bạn đang nói chuyện, ví dụ như giờ đồng hồ đang nói chuyện mà tôi cứ cầm cái vàng mà tôi cứ coi, rồi các bạn thấy chương trình như thế nào hả? Ừ, trả lời đi các bạn, lên đây coi nữa. Đó. Có nghĩa là tôi đang nôn về, mà không biết là ai, có đâu có người nào chờ tôi ở nhà đâu, tôi cũng nôn về. Đúng không? Có nghĩa là chúng ta không tôn trọng trong cuộc nói chuyện này, nên chúng ta cứ coi đồng hồ miết để mong mau về. Hoặc là cái điều mà nhìn chúng đồng hồ đó, lúc như hôm qua là mong mau về mà tạo cái sự thói quen, có đồng hồ đẹp quá cứ nhìn hoài, nhìn hoài, nhìn hoài. Tại sao? Cái người đối diện mình đang nói chuyện với mình, đang nói về chương trình học của ngày mai hay tuần rồi mà mình có nghe không? Không. Đúng không? Không có hiểu, không nhớ gì hết. Rồi tạo cái sự gì? Không tôn trọng người đối diện. Đó là một điều cũng càng phải lưu ý là điều không nên cho chúng ta giao tiếp. Đó thì chúng ta nhấn mạnh lại cho các bạn học trò điều đó. Rồi khi đó thì chúng ta còn gì nữa? Cắn móng tay. Trời ơi, thể hiện thái độ rụt rè, e dè, không tự tin. Gặp người ta nói chuyện chẳng hạn như người sao nhà trời. Cứ cắn móng tay, cắn móng tay, bông lát mất hết luôn á. Đúng không? Đó thì các bạn nó lưu ý với các bạn đó là các bạn ơi, các bạn có biết không, các bạn đã muốn mình là một người tự tin đúng không, thì các bạn đã đi được gần như hết 2 tiết của chương trình tự tin bằng sức trẻ rồi, các bạn mong muốn mình là tự tin, thì bây giờ kết thúc của chương trình mình trong cái hai của 2 tiết này là cái điều cuối cùng là những điều cần tránh. Thì chị nghĩ là các bạn nên lưu ý những điều cần tránh là không tiếp xúc bằng mắt nè, rồi tránh chống lạnh nè, ăn mặc lôi thôi nè, rồi nhìn đồng hồ nè, rồi cắn móng tay nè. Nha các bạn, nhớ là cái điều này cần tránh tối kỵ nhất trong giao tiếp. Đó thì chúng ta nhấn mạnh lại cho các bạn học sinh để các bạn né tránh. Ví dụ như ai mà muốn, ai mà không nhớ thì có thể lưu lại về cái thông tin này, hoặc là cuối chương trình thì chúng ta sẽ có một cái cuốn sổ tay nho nhỏ về các thông tin mà của các anh chị đã truyền đạt cho các bạn trong tiết một tiết này, thì chúng ta cũng sẽ có một cái cuốn đó được gọi là sổ tay nho nhỏ về kiến thức về sự tự tin thôi, thì các bạn sẽ, nếu các bạn quan tâm thì các bạn về các bạn đọc lại đó, các bạn sẽ nói với các bạn như vậy. Nghĩa là cuối chương trình chúng ta sẽ có một phần quà. Thì các bạn ơi, khi mà chúng ta nói tới quà, chúng ta nói tới quà thì chúng ta mới tạo một cái gì đó mà người surprise đến con, nhưng mà chúng ta học hết rồi lát nữa chúng ta sẽ có quà thì nó không có cái gì được gọi là surprise, mà nó không có cái gì là hứng thú, đúng không? Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta tới đây là chúng ta đã trao đổi hết 2 tiết của chương trình tự tin bằng sức trẻ rồi. Hy vọng là xong 2 tiết này các bạn sẽ cảm thấy mình tự tin hơn nữa, tự tin nhiều hơn nữa, để các bạn cảm thấy là thích thú trong học tập và không ngừng phát triển trong cuộc sống. Rồi sau đó, sau khi 2 lớp thực tập này, các bạn ở mỗi một thành viên trong lớp này, tất cả chúng ta sẽ có quà. Chắc chắn là mình sẽ tạo hiệu quả cho các bạn ở tuổi gì, ở tuổi sinh viên. Chứ tụi nó có quà, cái ở đây mày động tay cũng giật mình đó. Có quà thì chắc chắn là sẽ hỏi là quà gì vậy, quà gì vậy chị, quà gì vậy cô. Thì mình sẽ nói là quà đó sẽ là của chương trình, sản phẩm, cái sản phẩm nhà hàng sẽ tài trợ cho chương trình, sẽ đem đến cho các em, giúp cho các em sẽ có một làn da, nhớ nha các bạn, sẽ có một làn da mịn màng, trắng hồng và không nổi mụn, cũng như là sẽ có một cái gì đó, một cái hương thơm, một cái mùi thơm cơ thể, thơm tho và giúp cho bạn không thoáng khó mát cả ngày, để dùng gì da như cánh tay. Thì chắc chắn là đó là gì, các bạn có sẽ biết là sự nghiệp ở mặt và là một cái sản phẩm là ngăn mùi, đúng không? Tuy nhiên các bạn nên nhớ không được nói tên sản phẩm nha, đừng giới thiệu, không ai nhờ bạn giới thiệu cái đó ha. Rồi đó, nói quà xong rồi không, các bạn ơi, sau khi chúng ta đã hết 2 tiết á thì chúng ta sẽ có một cái tờ giấy được gọi là khảo sát về ý kiến của các bạn.
các bạn học sinh trong hai tiết học vừa rồi. Thì sau khi mình nấu có quà xong thì mình nói là các bạn ơi, thì bây giờ tiết học chúng ta đã hết rồi, thì bây giờ chờ lớp chúng ta sẽ được nhận quà sau khi mà chị bước ra khỏi lớp. Các bạn có sẽ có một cái anh là lúc nãy là tiết học chúng ta sẽ giới thiệu anh đó, như là sau này chúng ta sẽ có một anh phụ tá cho chúng ta nữa, bằng cách là đem đến cái nước trà này nè. Với lại cuối giờ của tiết hai, anh đó sẽ đem cái tờ giấy mà gọi là khảo sát phát cho từng học sinh ở trong lớp. Sau đó phát xong thì mình sẽ nói em là các em ơi, các em có 2 phút để hoàn thành cái tờ khảo sát này, các em cứ làm thoải mái, nghĩ sao nghĩ gì làm gì thì cứ việc đánh dấu tích vào các em nha. 2 phút bắt đầu rồi các em làm đi. Rồi, cái này là mình xin thời gian của các em, nên chúng ta cũng phải nói nhẹ nhàng một tí, tại vì đang gần tới giờ về của các bạn, cũng như là các bạn đã ngồi một tiếng đồng hồ rồi, nên chúng ta cố gắng nhẹ nhàng với các bạn một tí. Rồi, chúng ta thể hiện sự quan tâm là coi là em đi đâu, làm gì, tới đâu thì đó. Có thể có những lúc mà chúng ta, các em nó sẽ không biết trả lời, nó sẽ hỏi mình ở chỗ này làm sao. Có những thi hả? Hỏi ngay cái câu là khi giáo viên dạy có năng động không, hỏi cô câu này trả lời sao. Có những đứa nó hỏi mình như vậy đó thì mình cứ giải thích cho mấy bé và cho nó cảm giác hết sức thoải mái để trả lời những câu đó. Sau khi hết được 2 phút đó làm xong thu bài lại thì có cái bạn trợ lý đấy, và nó sẽ thu bài lại, cũng như chúng ta sẽ nhờ lớp trưởng là đứng lên thu bài phụ. Và sau khi mà thu bài phụ xong, người cầm trên tay thì chúng ta sẽ, cái bạn trợ lý sẽ chung với chúng ta mời bạn trợ lý để hiện sự tôn trọng bạn đó. Trợ lý rồi ta sẽ nói lời chào tạm biệt. Các bạn ơi, qua 2 tiết học chiều rồi thì cũng mong là cái sự trao đổi giữa hai bên chúng ta có một hiệu quả tốt, là giúp cho các bạn cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Về cho những kiến thức vừa rồi, nếu như các bạn nào quên thì các bạn nào cảm thấy không nhớ thì nên sử dụng lại cái sổ tay để chúng ta hiểu thêm nhau, hiểu thêm về cái sự tự tin. Và cũng mong là các bạn ngày một tự tin hơn, học giỏi hơn. Xin chào các bạn, chị thay mặt cho anh để gì đó chúc cho các bạn ngày một học giỏi hơn, cô giáo cũng ngày một khỏe và trẻ hơn, đẹp hơn nhé. Chúc cho cô, chúc cho học trò. Rồi cuối cùng chúng ta là xin chào các bạn, xin chào cô giáo. Rồi mọi người sẽ chia tay nhau. Thì chúng ta trước khi ra về chúng ta cũng phải có một lần chúc một cái sự nói chuyện nhẹ nhàng một tí. Thì sẽ có những trường hợp các bạn, ví dụ như cô giáo sẽ nói lời cảm ơn. Có nghĩa là cô giáo sẽ nhờ khi mình đứng lại, cô giáo sẽ nói lời cảm ơn ABCD là đến đây chương trình này nọ. Hoặc có thể có lớp trưởng sẽ cử động đứng lên ABCD cảm ơn nha, chị đã đến đây nha, tiếp về nội tụi em. Cũng không thì đó, thì chúng ta cũng tri ân lại các bạn. Và các bạn ơi, ở tuổi tiên bây giờ thì ở đây cũng là ngoài lên các bạn, tại vì kinh nghiệm thôi, nó sẽ trải nghiệm về đấy rồi thì dọn nó lại. Ví dụ các bạn đó xin Facebook mình để liên lạc không sao hết. Và thậm chí về những cái tiết học sau này nữa của Lộc là Lộc cho thẳng Facebook trên bảng luôn, bởi vì đó là cái nhu cầu mà các bạn cần. Nên là ở tất cả những học sinh nào cũng vậy luôn, thì ở đây cái Facebook của các bạn, hiệu quả ở đây của chương trình này là làm cho Lộc có cảm thấy thích thú ở một cái vấn đề là khi mà mình giảng dạy trên lớp rồi, các bạn kết nối với Facebook với mình, sau đó tối về hoặc thậm chí phải một thời gian sau nữa các bạn nhắn tin Facebook mình, đây không có số điện thoại, chị ơi em đã áp dụng những kiến thức đó và bây giờ em cảm thấy thích lớp chuyện, bây giờ em đứng trước đám đông em nói chuyện được nè. Đó là kết quả và hiệu quả cho chương trình cũng như bản thân mình, bởi vì mình trao đổi kiến thức đối với các bạn có hiệu quả đó. Nên là mình làm cái gì thì mình phải gặt hái kết quả, đúng không các bạn? Đúng không các bạn? Đúng. Vậy thì cổ biết cho một vài vỗ tay lên trời. Thì mình là cởi mở đi các bạn về những cái thông tin của mình, điện thoại thì chị không có phải không biết thích, nhưng mà phải đúng này nọ thì các bạn cứ thoải mái để chúng ta tìm hiểu và chúng ta gặt được hái cái kết quả của chúng ta về chương trình ha. Rồi cảm ơn các bạn, chúng ta đã đi hết được 2 tiết của chương trình. Và còn nữa, khi mà chúng ta hết được cái tiết này á, thì ở nhiều một số trường chúng ta sẽ có cái lớp thể là những cái điệu nhảy gì đó, là tiết 3 đó, điệu nhảy slash mode, thì chúng ta cũng nhắc lại là chúng ta có điệu nhảy để có học nhảy ở tiết 3. Cái tiết 3 đó các em sẽ gặp các dancer và
nghệ sĩ slash boss. Trong đó thì các bạn sẽ nói chung là nói sơ lược về tiết ba là điệu nhẹ slash boss, gặp dancer và sẽ có một cuộc thi, rồi sẽ có những phần quà hấp dẫn. Hy vọng là lớp chúng ta sẽ đạt giải nhất trong chương trình đó. Nhớ nhắc về vấn đề đó ha. Rồi các bạn ơi, chúng ta đã học được, chúng ta đã trao đổi được 2 tiếng. Nói chung là cũng hơi dài dòng so với cái thời gian mà các bạn sau này sẽ đứng trên lớp, nhưng là nhiều hơn 15 phút rồi đó. Hồi nãy chúng ta bắt đầu 2 giờ đúng không? Có nghĩa là chúng ta nói ngoài lề 15 phút để những cái kinh nghiệm bên ngoài khi mà chúng ta giảng dạy. Thì chúng ta cần làm sao cho được 45 phút. Thì khi mà chúng ta nói xong á, thì chúng ta chào tạm biệt, rồi cảm ơn các bạn, rồi ra về ha. Hy vọng là sau này các bạn sẽ có những buổi học thật là thú vị, kỷ niệm lưu lại trong cái quá trình mà chúng ta giảng dạy. Chào các bạn.